Anh Tùng này, em đố anh Tùng biết là khách du lịch khi đến với nước của chúng ta thì quan tâm tới yếu tố gì? Theo anh thì điều đầu tiên phải kể đến là sự thân thiện mến khách của người Việt. Bên cạnh đấy là rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và hùng vĩ. Và đặc biệt là chúng ta phải nhắc đến đó chính là những món ăn truyền thống của người Việt Nam cực kỳ hấp dẫn. Vậy thì anh có biết là nhắc đến ẩm thực của người Việt Nam thì khách du lịch rất là thu hút bởi yếu tố này không? Yếu tố nào á? Khó nghĩ quá bởi vì nó có quá nhiều lựa chọn. Thôi thì em bật mí luôn cho anh đi. Vậy thì để bật mí cho anh Tùng và quý vị khán giả truyền hình về yếu tố mà Ngọc Huyền nhắc đến thì chúng ta hãy cùng nhau xem clip ngắn ngay sau đây. Xin mời. Trong các loại gia vị của người Việt, nước mắm đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đây không những là loại gia vị tối cần thiết cho tất cả các món ăn thường ngày, mà nó trở thành một phần quan trọng trong văn hóa của người Việt Nam. Bắt nguồn từ làng nghề truyền thống đánh bắt cá và làm nước mắm lâu đời ở đảo Cát Hải, nước mắm Hải Minh Đăng được sản xuất theo công nghệ cổ truyền bằng phương pháp chế biến lên hương tự nhiên, cho hương vị nước mắm đậm đà, khó quên. Hiện nay, nước mắm Hải Minh Đăng được phân phối ra thị trường với các dòng nước mắm khác nhau như nước mắm cao cấp Xá Sùng, nước mắm chất Hạ Thổ, nước mắm Rồng Vàng, nước mắm Cá Thu. Wow! Hóa ra điều đặc biệt mà Huyền nhắc đến đó chính là nước mắm, một loại gia vị không thể thiếu trong bữa cơm của người Việt. Và để giúp anh Tùng và quý vị khán giả có thể hiểu hơn về nước mắm Hải Minh Đăng thì hôm nay em đã mang đến trường quay nước mắm Hải Minh Đăng và cũng như là trở thành một món quà tặng cho anh Tùng và gia đình của anh trong dịp Tết năm nay. À, có quà thì anh cảm ơn nhá. Đẹp nhờ. Đặc biệt là khi mà sử dụng nước mắm Hải Minh Đăng thì anh có thể biến nó thành gia vị chấm hoặc là có thể để nêm nếm vào các món ăn ngày Tết chẳng hạn. Wow. Nhờ có Ngọc Huyền mà năm nay anh đã có thêm một gợi ý cho mình cho việc lựa chọn nước mắm để chuẩn bị cho bữa cơm nhà mình hoặc là giới thiệu thêm cho bạn bè người thân của anh. Nhưng bây giờ mà anh muốn mua một sản phẩm nước mắm Hải Minh Đăng thì mình mua ở đâu hả em? Để tìm mua các sản phẩm nước mắm Hải Minh Đăng, chúng ta có thể tìm tới địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy sản Hải Minh Đăng, thôn Ninh Tiếp, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng hoặc có thể gọi theo số điện thoại 0225 390 0524 hoặc 0965 059 665. Vâng, và hy vọng rằng thông tin vừa rồi mà Ngọc Huyền cũng như Xuân Tùng mang đến cho quý vị giúp cho quý vị có thêm một lựa chọn mới trong việc chọn lựa cho mình một gia vị ngon trong dịp Tết đến xuân về cùng bữa cơm gia đình. Và quý vị thân mến, Xuân Tùng nghĩ rằng là mâm cơm gia đình có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng bởi vì đó giúp cho chúng ta là một cây cầu nối để mọi người gần với nhau nhiều hơn, quây quần với nhau, sát chặt nhau hơn và sẽ còn trọn vẹn hơn nữa nếu có sự đậm đà và hài hòa đến từ mâm cơm ngày Tết, được không ạ? Và đến đây chương trình đến hồi kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin mời quý vị hãy tiếp tục hướng sự quan tâm của mình vào màn hình để cùng đến với chuyên mục tiếp theo với những thông tin vô cùng bổ ích và hấp dẫn cùng với chuyên mục Tiêu dùng 24/7. Có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.